Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại Thanh đang đứng ở đây là điểm trường 123 cũng như là Ủy ban xã và Bách Hóa Xanh thuộc của ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh mời cả nhà cùng xem và tham khảo với em một nguồn đất mà gần cụm trung tâm cũng như là đầy những tiện ích để mình mua về có thể là xây nhà, làm của và đi lại sinh hoạt một cách thuận tiện và dễ dàng nhất, nằm tại một cụm trung tâm mà lô đất hôm nay của mình là giá cực kỳ dễ chịu nha quý cô chú anh chị mình. Trước khi Thanh di chuyển vào trong thì Thanh đứng ở đây để quay cho cả nhà cùng nắm bắt được toàn bộ tiện ích xung quanh và sơ lược. Lô đất của mình hôm nay từ đây mà di chuyển vào trong lô đất đó sẽ dao động chỉ có 1,7 km thôi cả nhà mình ơi. Và từ đây mình di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động từ 160 tới 170 km. Từ Bình Dương lên thì sẽ gần hơn nha cả nhà, 120 km thôi. Và trước màn hình của cả nhà mình đang theo dõi là trường tuổi thơ hay còn gọi là trường mầm non của Phước Thiện. Có vẻ trường của mình cũng ưa chuộng về màu đúng không cả nhà? Thanh để ý là cũng gần như là 7 màu luôn á. Có đây có khi là cũng là màu nổi bật nữa. Và đây thì nhìn thẳng ra sẽ là Bách Hóa Xanh, đường DT hay còn gọi là quốc lộ 13 thuộc của ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện và lô đất của mình hiện hữu tại khu vực Thanh đang quay đây. Bây giờ thì cả nhà cùng di chuyển vào trong lô đất cùng với em luôn nha. Mặt tiền nhựa mà đã có sẵn 100m đất thổ cư và gần cụm trung tâm như Thanh di chuyển đây mà chỉ có đúng 320 triệu thôi cả nhà. Sổ của mình ở đây sẽ được 11m, chiều sâu hai cạnh là 61, đã có sẵn 100m đất thổ và nằm tại cụm khu dân cư. Đặc biệt là trước lô đất của mình đã có bóng đèn đường, khu dân cư hiện hữu nha cả nhà mình. Thanh rất mong cả nhà sẽ nán lại theo dõi hết để mình sở hữu một lô đất giá rẻ. Dạ thì trong thời gian theo dõi, quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi toàn bộ thông tin sổ sách cho cả nhà mình cùng theo dõi. Thanh cũng rất mong cả nhà nán lại theo dõi hết video và trong thời gian xem ủng hộ cho Thanh bằng một nốt like, một nốt đăng ký và cả nhà có thấy một nốt chuông không ạ? Sẽ bấm vào nốt chuông để đón nhận những video Thanh quay sẽ báo tinh tinh cho cả nhà mình cùng biết và tham khảo cùng với em luôn nha. Bây giờ thì Thanh mời cả nhà di chuyển trực tiếp vào trong lô đất để mình xem đầu đuôi ranh giới hiện hữu cùng với em luôn. Lô đất Thanh đang quay đây, nếu mà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ dao động là 160 km. Từ Bình Dương lên sẽ là 120 km và gần hơn là Đồng Xoài, dao động khoảng là 70 tới 80 km nha cả nhà mình. Đó, hiện tại là Thanh đã di chuyển gần tới rồi nè quý cô chú anh chị mình. Dạ thì hiện tại là Thanh đã di chuyển tới vị trí lô đất rồi quý cô chú anh chị mình. À, dạ thì ở đây cả nhà nhìn với em nè, là dân cư, nhà cửa cũng như cáp điện wifi là đầy đủ. Và lô đất của mình hôm nay là nằm hiện hữu trên ngay cái mặt tiền lộ nhựa Thanh đang đứng đây luôn. Vị trí lô đất Thanh quay cũng đã giới thiệu từ ban đầu cho cả nhà mình là nằm tại ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Mặt tiền lộ nhựa mình được sở hữu ở đây của mình sẽ được là 11m, chiều sâu hai cạnh là 61. Trên đất của mình thì đã có sẵn 100m đất thổ cư. Tổng hết diện tích của mình sẽ được là 684,4m² quý cô chú anh chị mình. Và đây là từ cái vị trí đầu tiên của tay Thanh chỉ, từ đây của mình chạy thẳng xuống là 61m. Mặt tiền của mình là thẳng, đẹp, xe ô tô lớn nhỏ di chuyển thoải mái. Sổ của mình là bìa hồng, pháp lý rõ ràng, sổ chính quy, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Sổ của chính chủ gửi bên tụi em quay bán. Và quý cô chú anh chị mình cùng quan sát với Thanh nè. Ở đây trước cái lô đất của mình đã được lắp bóng đèn đường. Ví dụ như là quý cô chú anh chị mình đang muốn sở hữu một lô đất này, mình mua về xây nhà, làm của, đầu tư, đặc biệt là xây nhà đúng không cả nhà, thì phía trước của mình đã có bóng đèn đường và mình làm một cái sân, một cái mái hiên rộng thông thoáng là rất thoải mái rồi ha. Vì với một lô đất đã có sẵn 100m thổ cư và gần những tiện ích như Thanh quay ban đầu cho cả nhà mình cùng theo dõi, đó là đường DT, ủy ban xã,
trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, cũng như là Bách Hóa Xanh là cụm trung tâm của Ủy ban xã Hưng Phước, Phước Thiện của mình. Thì với một lô đất chủ nhà bán tại thời điểm đây thì Thanh rất mong cả nhà sẽ sở hữu và mua được một lô đất chủ đang cần tiền gửi em bán với cái giá nhanh chỉ có 320 triệu. Mình sẽ sở hữu được một lô đất giá rẻ, sổ đẹp vào thời điểm hiện tại nha quý cô chú, anh chị mình. Thì khi mà Thanh nói cái vấn đề mà chủ xả lỗ ở đây cũng hơi tế nhị, nhưng mà thực tế là anh chị đã xả lỗ tới 50% quý cô chú anh chị. Đó nên với những thời điểm này, Thanh rất mong quý khách hàng mình đang có những nguồn tiền chưa sử dụng hoặc đang chưa muốn đầu tư thì mình sẽ cân nhắc được những cái sản phẩm của Thanh quay như thế này. Mình sẽ chắc chắn là sẽ an toàn vì là đã đất của mình đã có 100 thổ cư, đặc biệt là khu dân cư, an ninh, đường đi lối lại thông thuận tiện cho cả nhà mình cùng sở hữu ha. Đó. Thì bây giờ Thanh sẽ di chuyển vào trong để mời cả nhà cùng xem mặt bằng và ra phía sau của lô đất nha. Lúc nãy là Thanh chỉ ngay cái cạnh kia kìa cả nhà mình. Còn tới đây này cả nhà ha. Tới đây sẽ là hết 11 mét của mình. Bây giờ ở đây chủ nhà của mình có chôn một cái trụ ở trong đây nè. Đây là cái hàng rào đường trước nha cả nhà. Nhưng mà ở trong đất của mình là sẽ có chôn một cái trụ gỗ kèm ở trong đây nữa ha. Cả nhà mình thấy không? Đó, thì bây giờ Thanh sẽ di chuyển tiếp vào trong nha. Dạ thì hiện tại em bước vào trong lô đất này nè quý cô chú anh chị mình. Nếu mà mình nhìn như thế này, đất của mình là hướng đất sẽ đi lên nha cả nhà. Đất dần dần là cao hơn đường. Còn cái hướng lô đất Thanh quay ở đây sẽ là hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị. Còn mặt tiền của mình từ đây giáp bên với hàng rào của nhà hàng xóm sẽ được là 11 mét. Chạy thẳng lên là đất của mình thì chủ nhà hiện tại là đang cho cô chú hàng xóm là trồng đậu đen này cả nhà. Đây, đây là cây đậu đen nhé quý cô chú anh chị. À, quả đậu như thế này là hái được rồi này cả nhà. Đó, như thế này là hái được rồi. Còn như thế này là đang còn non này cả nhà mình ơi. Đậu này đậu đen á. Đó, cả nhà mình thấy không? Thấy cái trái đậu là biết đất của mình là cực kỳ tốt luôn. Đậu đen mà dài bằng một gang tay luôn này cả nhà. Đó, thành cầm là đúng bằng một cái gang tay luôn. Là cái này là chất đất phải cực kỳ tốt luôn. Ở bên đây thì chủ nhà có trồng bắp nữa. Nhưng mà lô đất của mình là chỉ có từ cái tay của Thanh chỉ nha. Chạy sang bên kia thôi. Là có nghĩa chiều ngang của mình sẽ được là đầu của mình là 11 mét. Do cái mặt đường của mình là hơi xéo ha. Còn nếu mà kéo thẳng thì sẽ là đầu 10, đuôi 10 quý cô chú anh chị. Và ở trên đất của mình thì đã có sẵn 100 mét đất thổ cư rồi. Đó. Dạ nhất là trong quá trình mua bán thì mình sẽ có địa chính vào để đo đạc cũng như kiểm tra lại này. Ranh giới pháp lý cũng như đất của mình kiểm tra thông tin để chắc chắn sự an toàn cho quý cô chú anh chị của mình. Khi cả nhà mình lên tới với kênh Đỗ Thanh, nhà đất Bình Phước bên em, mình sẽ được đảm bảo các pháp lý an toàn như là sổ sách nè, sổ sách pháp lý và thông tin quy hoạch là chắc chắn nha cả nhà mình ơi. Thanh đi là cũng miếng đất rất thẳng nhưng mà em phải đi né nha. Sợ dẫm vào đậu của cô chú đang trồng ấy. Đó. Rồi em đi sang bên đây nó rộng hơn này. Đó. Đến đây nha cả nhà mình ơi. Đó thì Thanh ở đây là ngay cái điểm mà phía sau cái đuôi đất của mình. Từ đây cả nhà mình sẽ quan sát được hết cái lô đất hôm nay Thanh quay. Nếu như cái lô đất này á, mình mua về mình xây nhà xong mình làm tường rào lại thì cả nhà thấy không? Thông, thoáng, đẹp và giá rẻ tại thời điểm hiện tại của Thanh quay đây ha. Thì mọi thông tin quý khách hàng liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779. Thanh rất mong được sự liên hệ để mình chốt được một lô đất giá rẻ và gặp chính chủ tại thời điểm hiện tại nha. Còn giáp ranh bên đây của mình là có cọc rồi. Và ở đây là của hàng xóm. Và cả nhà mình biết sao không? Trước khi mà tụi em quay hoặc được chủ nhà gửi thì chị chủ của mình rất cẩn thận. Chị cũng đã kiểm tra và cũng đã đo đạc qua. Nên đất của mình là sẽ an toàn pháp lý cho quý khách hàng của mình ha. Còn đi sang bên đây thì là cũng đuôi của mình là mình em sẽ nói rõ cái này cho cả nhà mình cùng tham khảo với Thanh nè. Cái đoạn đầu của mình á, trong sổ của mình là 11 mét. Thì do cái mặt tiền của mình nó hơi cong một xíu.
Nhưng mà thực tế ở ngoài thì không thấy cong cả nhà mình ha. Đó thì sẽ là chủ nhà lúc đó đó là sẽ được 11 mét. Còn nếu mà mình đo thẳng ra là đầu 10 đuôi 10 hết nha cả nhà mình. Còn chiều sâu hai cạnh là 61 mét. Tổng hết diện tích của mình sẽ được là 684 mét vuông. Sổ sẵn bìa màu hồng. Dạ thì như cái clip Thanh đang quay đây á, quý khách hàng, quý nhà đầu tư xem mà cảm thấy chưa phù hợp thì Thanh rất mong chịu khó bấm tiếp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo thêm nha cả nhà mình ơi. Giờ là em đang đi quay ra này. Đó. Ở cái cặp hông này của mình là chủ nhà là có đầu đuôi đằng trước đằng sau luôn. Và cũng có răng một cái đường dây đen này cả nhà. Răng một đường dây đen là để mình biết được là độ thẳng và cái ranh giới của đất mình để trồng rau màu á. Giờ Thanh di chuyển ra mặt tiền lộ nhựa nha. Dạ thì nãy giờ là em cũng di chuyển từ ngoài trường học này. Và cũng di chuyển trực tiếp vào trong lô đất. Và cũng quay cái mặt bằng khu dân cư cũng như cáp điện, bóng đèn đường cho cả nhà mình cùng tham khảo hết với em ha. Đến đây thì Thanh xin phép tạm dừng video. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em nha.